Alo. Anh bị bắt cóc nhá. Muốn chụp con tin mong mang 5 ngày chuối và 5 gói bim bim đến trung tâm khủng bố nhá. Help me, chúng ta mới nhanh lên. Dậy, dậy. Dạ, gì đấy? Có chuyện rồi. Chuyện gì? Anh bị bắt cóc rồi. Vệ tinh đâu? Ở số 1. Vĩ độ 1.8 độ kinh đông, 20 độ vĩ bắc. Nhầm, cào cào nghe rõ, phòng 1 đã cửa xe đã xong, cậu có thể đột nhập vào trong. Hãy subscribe.